Trương Minh Tuấn, sinh ngày 23 tháng 9 năm 1960, là một cựu chính trị gia người Việt Nam. Ông từng là cựu phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cựu ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, cựu bí thư ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2016-2021, cựu bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Từ 2016 đến 2018. Ngày 23 tháng 7 năm 2018, ông bị Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang tạm đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông do có vi phạm nghiêm trọng trong thường vụ mua bán cổ phần giữa MobiFone và ABG. Ngày 23 tháng 2 năm 2019, Trương Minh Tuấn bị bắt với tội danh vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 12 tháng 4 năm 2019, Trương Minh Tuấn tiếp tục bị cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam ra quyết định khởi tố bổ sung về tội danh nhận hối lộ theo khoản 4 điều 354 của Bộ luật hình sự hiện hành tại Việt Nam. Xuất thân Ông sinh ra và học phổ thông ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ông có quê quán tại phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Cha ông là Trương Minh Phương, sinh năm 1931, mất năm 2011, là một nhạc sĩ và nhà viết kịch. Ông Trương Minh Phương sinh ra ở tỉnh Bình Định. Giáo dục. Từ tháng 4 năm 1980 đến tháng 6 năm 1984 học viên trường sĩ quan chính trị. Từ tháng 7 năm 1985 đến tháng 7 năm 1986, học viên chuyên ban triết học trường sĩ quan chính trị. Ông có bảng tiến sĩ chính trị học và bảng cao cấp lý luận chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự nghiệp Từ tháng 9 năm 1978 đến tháng 3 năm 1980, chiến sĩ E853 quân khu 4

trưởng sĩ quan kỹ thuật quân khí thuộc Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng. Từ tháng 7 năm 1987 đến tháng 7 năm 1988, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Ban tuyên huấn, tỉnh Bình Trị Thiên, Phó Bí thư Tri Bộ tuyên truyền, thông tấn xã, chuyên viên Ban tuyên huấn, tỉnh Bình Trị Thiên. Từ tháng 7 năm 1988 đến tháng 9 năm 1998, Chị ủy viên, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình, Trưởng phòng Tuyên truyền Báo chí, Tuyên truyền Giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình. Từ tháng 9 năm 1998 đến tháng 3 năm 2001, Chuyên viên chính, Trung tâm Thông tin Công tác Tư tưởng, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương. Từ tháng 4 năm 2001 đến tháng 9 năm 2002, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ ban tư tưởng văn hóa Trung ương, Bí thư chi bộ, Phó giám đốc Trung tâm thông tin, công tác tư tưởng, ban tư tưởng văn hóa Trung ương. Từ tháng 10 năm 2002 đến tháng 6 năm 2003, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ ban tư tưởng văn hóa Trung ương, quyền vụ trưởng phụ trách cơ quan thường trực ban tư tưởng văn hóa Trung ương tại thành phố Đà Nẵng. Từ tháng 7 năm 2003 đến tháng 2 năm 2006 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, vụ trưởng Trưởng cơ quan, Thường trực Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương tại thành phố Đà Nẵng. Từ tháng 3 năm 2006 đến tháng 4 năm 2007, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Bí thư chi bộ, giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác tư tưởng Ban Văn hóa Trung ương. Từ tháng 4 năm 2007 đến tháng 8 năm 2011, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Công tác tư tưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương. Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 1 năm 2014, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương. Từ tháng 2 năm 2014 đến tháng 9 năm 2015, Ủy viên Ban cán sự Đảng bí thư đảng ủy, thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông, ủy viên ban chấp hành trung ương hội cựu chiến binh Việt Nam. Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 4 năm 2016, ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối các cơ quan trung ương, ủy viên ban cán sự đảng, bí thư đảng ủy, thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông, ủy viên ban thường vụ hội nhà báo Việt Nam, ủy viên ban chấp hành trung ương hội cựu chiến binh Việt Nam. Chủ tịch Hội cựu chiến binh Bộ Thông tin và Truyền thông Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Ngày 9 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11 của Hội khóa 13, được Quốc hội phê chuẩn Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngày 27 tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất của Hội khóa 14, được Quốc hội phê chuẩn Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Sáng ngày 23 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký quyết định số 1261 trên quy đề CTN tạm đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn theo đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chiều ngày 23 tháng 10 năm 2018, Trương Minh Tuấn đã được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tổng số đại biểu 485, có mặt 477, tán thành 473. Ngày 23 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố bị can tạm giam Bộ trưởng Minh Tuấn. Những sai phạm và kỷ luật Vi phạm trong vụ Mobifone mua AVG Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 5 năm 2018, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận. Ông Trương Minh Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư ban cán sự Đảng, bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong thời gian giữ cương vị ủy viên ban cán sự Đảng, thứ trưởng, ông cũng chịu trách nhiệm về những vi phạm quyết điểm của ban cán sự Đảng nhiệm kỳ 2011-2016. Ông đã vi phạm những điều đảng viên không được làm, cụ thể là vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo trong quá trình được phân công chỉ đạo, thực hiện dự án ký quyết định số 236 trên quy đề BTTTT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, phê duyệt dự án và một số văn bản có liên quan trái quy định, có văn bản không thuộc nhiệm vụ được phân công. Với cương vị, Bí thư Ban Cơ sự Đảng, Bộ trưởng từ tháng 4 năm 2016 đến nay, Ông chịu trách nhiệm chính về các vi phạm khuyết điểm của Ban cán sự Đảng nhiệm kỳ 2016-2021. Những vi phạm của Ban cán sự Đảng, Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Phạm Đình Trọng của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Mobifone và các đồng chí Lê Nam Trà, Cao Duy Hải là rất nghiêm trọng. Vi phạm của ông Phạm Hồng Hải là nghiêm trọng đã làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước ảnh hưởng sâu đến hoạt động và quá trình cổ phần hóa của tổng công ty Mobifone, đến uy tín của tổ chức đảng và bộ thông tin và truyền thông gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Ngày 23 tháng 2 năm 2019, ông cùng với ông Nguyễn Bắc Son, cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông đã bị bắt giam vì vụ án này. Kỷ luật Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 họp xem xét thi hành kỷ luật ông Trương Minh Tuấn. Bộ Chính trị đã quyết định kỷ luật ông Tuấn với hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức bí thư ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021. Bộ Chính trị đã ra quyết định số 806 quy đề NS trên TVK ngày 16 tháng 7 năm 2018 kỷ luật ông Tuấn. Tiếp đó sáng ngày 23 tháng 7 năm 2018, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đã ký quyết định số 1261 trên quy đề CTN tạm đình chỉ chức vụ bộ, bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn. Bị bắt giam Ngày 23 tháng 2 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Ngan khởi tố bị can tạm giam ông Trương Minh Tuấn. Hành vi của ông Trương Minh Tuấn phạm vào tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng với vai trò đồng phạm và tội nhận hối lộ nhận từ Phạm Nhật Vũ số tiền là 200.000 USD khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 tại kỳ họp thứ 39 từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9 năm 2019 đã đề nghị Bộ Chính trị và Ban chấp hành Chuông Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 xem xét thi hành kỷ luật Trương Minh Tuấn với hình thức khai trừ ra khỏi đảng. Chiều ngày 11 tháng 10 năm 2019, Ban chấp hành Chuông Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 thông cáo báo chí cho biết đã khai trừ ông Trương Minh Tuấn cùng với ông Nguyễn Bắc Son ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam tại hội nghị lần thứ 11. Tội phạm Tại phiên tòa sáng ngày 20 tháng 12. Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Trương Minh Tuấn từ 6 đến 7 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và từ 8 đến 9 năm tù về tội nhận hối lộ 200.000 USD từ Phạm Nhật Vũ. Ông Tuấn bị cáo buộc ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone khi chưa có quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định về giá mua và hiệu quả đầu tư của dự án. Cụ thể bị cáo Tuấn ký công văn số 44 gửi Bộ Công an đề xuất đưa dự án vào danh mục tài liệu mật. Ký công văn 235 gửi Bộ Công an đề nghị cho ý kiến về dự án và lĩnh vực truyền hình liên quan đến an ninh chính trị văn hóa tư tưởng. Đặc biệt bị cáo cũng là người ký quyết định 236 phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobifone dẫn đến việc Mobifone mua cổ phần AVG giá đắt gây thiệt hại cho nhà nước gần 6.600 tỷ đồng. Nhận xét Phê bình báo chí trong vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung Việt Nam năm 2016, một số cơ quan báo chí đã tích cực vào cuộc giúp cơ quan có trách nhiệm kịp thời dự báo, cảnh báo người dân. Nhưng cũng có một số báo đưa tin thổi phồng quá mức, suy diễn thủ phạm khi các cơ quan chức năng đang xem xét thì truy bức họ phải đưa ra nguyên nhân. Phê bình ý kiến của ông Võ Đăng Thiên khi đó là tổng biên tập báo Bưu điện Việt Nam, hiện là phó tổng biên tập báo Việt Nam Net, cho rằng một trong những khó khăn thách thức lớn nhất hiện nay đối với người làm báo là làm sao vừa thực hiện đúng chỉ đạo pháp luật định hướng của cơ quan chỉ đạo lại vừa thu hút được bạn đọc, hấp dẫn được bạn đọc. Ông Tuấn nói, đó là sự ngụy biện. Ông khẳng định, không thuyết phục được bạn đọc là do trình độ và tài nghệ của người làm báo. Tài nghệ kém cỏi làm ra những tác phẩm báo chí kém cỏi không thu hút được người đọc rồi quay ra đổ lỗi cho định hướng của đảng. Thậm chí còn đổ lỗi cho việc tuân theo pháp luật. Đổ lỗi cho pháp luật quả là chuyện nực cười. Sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý của nhà nước đối với báo chí không hề ngăn cản tự do ngôn luận, không hề ngăn cản thông tin đa chiều, càng không hề làm mất cá tính, phong cách và tài năng của những người làm báo nhà báo Võ Văn Tạo phản biện phê bình này cho biết: Ở Việt Nam có những đề tài rất quan trọng, người dân rất quan tâm thì báo chí lại không được đụng tới. Cái đó là hàng tuần đều có sự giao ban báo chí hết. Ban tuyên giáo trung ương người ta giao ban, họ sẽ nói nội dung cụ thể trong tuần tới. Trong thời gian tới phải tập trung đưa về cái gì? Tức là tiết chế hoạt động báo chí một cách rất khắt khe, báo chí không có tự do. Có những đề tài công chúng rất thích lại bị cầm đoán thì làm sao mà hay. Tác phẩm Phòng chống, tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng trong cán bộ đảng viên hiện nay. Bị cao Trương Minh Tuấn Bộ trưởng Bút Phê yêu cầu ký tôi phải chấp hành. Chiều ngày 16 tháng 12 khi hội đồng xét xử bắt đầu phần xét hỏi trong vụ án Mobifone mua AVG thẩm phán đã đề nghị cán bộ dẫn giải cách ly bị cáo Nguyễn Bắc Son ra ngoài phòng xét xử để xét hỏi bị cáo Trương Minh Tuấn. Ông Son không hứa hẹn đưa tôi lên bộ trưởng. Vì sao bị cáo không phụ trách lĩnh vực tài chính kế toán, không phụ trách mobifone, nhưng bị cáo vẫn ký các văn bản thực hiện dự án này? Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa hỏi. Bị cáo Tuấn đáp, Bộ trưởng, từ ông Nguyễn Bắc Son, đã có bút phê phê duyệt văn bản rồi chỉ đạo tôi ký. Mặc dù không thuộc lĩnh vực được phân công, nhưng được bộ trưởng giao ký thì theo quy chế làm việc tôi vẫn phải ký. Các câu hỏi của thẩm phán xoay quanh vai trò của ông Trương Minh Tuấn khi ký quyết định số 236 ngày 21 tháng 12 năm 2015 phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobifone. Thẩm phán hỏi bị cáo Trương Minh Tuấn giữ chức thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông từ bao giờ Ông Tuấn cho biết, từ cuối tháng 2 năm 2014, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ này cho đến khi trở thành Bộ trưởng năm 2016. Thầm vẫn hỏi ông Tuấn được giao phụ trách những lĩnh vực gì có được phân công theo dõi chỉ đạo Mobifone không? Ông Tuấn nói rõ, tôi không được giao phụ trách Mobifone và mạng doanh nghiệp. Tôi chưa bao giờ được giao phụ trách mạng tài chính kế hoạch doanh nghiệp. Ông Tuấn cũng khẳng định không được giao phụ trách dự án Mobifone mua ABG mà chỉ ông son ra từng việc. Thẩm phán hỏi, nội dung quyết định 236 có phải là văn bản chỉ đạo Mobifone triển khai dự án không? Ông Tuấn nói đó là văn bản giao cho Mobifone thực hiện dự án. Thẩm phán lại hỏi nếu nội dung văn bản này nói rõ dự án giao việc cụ thể người nào việc gì thì có phải là chỉ đạo không? Ông Tuấn trả lời rằng ông ký văn bản này sau khi có bút phê cụ thể của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Sơn. Khi nhận được dự thảo văn bản 236, tôi nói với Bộ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp là đây không phải nhiệm vụ của tôi nên tôi không ký. Nhưng Bộ trưởng bút phê yêu cầu tôi ký, chấp hành chỉ đạo của Bộ trưởng nên tôi phải ký. Ông Tuấn Khải Tôi nhận thức rằng việc ký quyết định 236 là vi phạm pháp luật nên dẫn đến hậu quả hiện nay. Bị cáo Trương Minh Tuấn thừa nhận. Thẩm phán hỏi bị cáo Tuấn có trình bày thêm gì không sau khi đã nghe cáo trạng. Ông Tuấn nói thêm rằng khi ký công văn số 44 đề nghị Bộ Công an đưa dự án này vào danh mục mật, ông cũng chỉ được giao ký chứ không tham gia dự án ngay từ đầu. Ông Nguyễn Bắc Son không hề hứa hẹn đưa tôi lên bộ trưởng hay làm việc này việc khác. Chuyện này có thể là khi làm việc với cơ quan điều tra có sự hiểu nhầm nào đấy. Ông Tuấn trình bày. Đây cũng là nội dung duy nhất ông Tuấn không đồng ý với cáo trả. Nếu tôi không ký quyết định 236, chưa chắc Phạm Nhật Vũ tặng quà. Ông Tuấn cũng nói rằng ông Phạm Nhật Vũ không hề hứa hẹn điều gì khi thực hiện dự án. Chỉ sau khi thực hiện dự án, một dịp gần Tết sau đại hội đảng bị cáo Vũ đến phòng làm việc, tặng lãng hoa và gói quà. Khi ông Tuấn mở gói quà ra thì thấy 200.000 USD lúc đầu tôi nhận thức rằng đây là tiền vũ chúc mừng sau này tôi nhận thức rằng vũ cảm ơn vì tôi đã ký quyết định 236 bị cáo tuần nói trong quá trình thực hiện dự án phạm nhật vũ nhiều lần gọi điện cho bị cáo là những nội dung gì thẩm phán tiếp tục hỏi bị cáo tuần đáp phạm nhật vũ hỏi nhiều nội dung trong đó có nhiều lần hỏi về việc mua bản quyền truyền hình bóng đá vũ cũng hỏi là dự án thực hiện đến đâu rồi Thẩm phán truy tiếp Dự án này chính là các bị cáo đưa vào danh mục mật Tại sao bị cáo lại trả lời Phạm Nhật Vũ qua điện thoại Tiết lộ thông tin mật về Vũ Ông Tuấn trả lời là Chỉ nói với Vũ về tiến độ Nhưng thẩm phán vẫn lại rằng Đã hỏi về dự án thì phải có nội dung này nội dung khác Như hỏi nóng thì phải nóng bao nhiêu độ chứ Văn bản thông báo ý kiến Thủ tướng không phải là căn cứ phạm luật Thẩm án hỏi bị cáo Phạm Đình Trọng, cựu Bộ trưởng Bộ Quản lý Doanh nghiệp Bộ Thông tin và Truyền thông về vai trò trách nhiệm của bị cáo. Ông Trọng cho biết, với chức năng nhiệm vụ của mình, ông được ông Nguyễn Bắc Son giao chuẩn bị các dự thả văn bản tờ trình tham mưu thực hiện dự án. Bị cáo Trọng cũng khai thác là trước khi quyết định việc mua AVG, ông chủ trì cuộc họp định giá AVG là theo chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bằng thư công tác và trực tiếp gọi điện thoại. Tòa hỏi rằng ông Nguyễn Bắc Son có nắm được các văn bản liên quan đến định giá AVG không? Bị cáo trọng khẳng định. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nắm rất rõ nội dung các văn bản này nên mới có thư công tác. Khi thành lập tổ thẩm định giá cũng do ông Son trực tiếp chỉ đạo những người tham gia. Bị cáo Phạm Đình Trọng trình bày trước tòa rằng nhận thức ngay từ đầu là dự án có vốn quá 5.000 tỷ đồng thì phải có quyết định phê chuẩn chủ trương đầu tư của Thủ tướng. Nên sau khi văn phòng chính phủ có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng, Trọng đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông nội dung quyết định 236. Hội đồng xét xử giải thích. Văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng của văn phòng chính phủ không phải là văn bản pháp quy, không thể là căn cứ pháp luật cho quyết định số 236. Bị cáo Trọng thừa nhận lập luận này Đồng thời cho biết là được ông Nguyễn Bắc Son trực tiếp chỉ đạo. Trong lúc bị ca Phạm Đình Trọng đang trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử thì bị ca Phạm Nhật Vũ có biểu hiện yếu mệt nên chủ tọa cho phép dẫn giải ông Vũ ra ngoài và đề nghị bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho bị cáo này. Cự bộ trưởng Trương Minh Tuấn ký duyệt mua ABG bị được hứa cho làm bộ trưởng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 14 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và đưa và nhận hối lộ xảy ra tại tổng công ty Mobifone và một số đơn vị liên quan. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 14 bị can liên quan đến vụ án về các tội danh nêu trên. Trong đó các bị can gồm Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, đều là cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Lê Nam Trà, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Mobifone và Cao Duy Hải, cựu tổng giám đốc Mobifone, cũng bị truy tố về hai tội danh vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Riêng bị can Phạm Nhật Vũ, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG bị truy tố về tội đưa hối lộ. Cao trạng gia đình ông Nguyễn Bắc Son là người đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu định hướng cho Mobifone mua cổ phần của ABG. Theo đó ông Son biết rõ năng lực tài chính của ABG rất xấu, kinh doanh biết bát, nhưng với mục đích mong muốn Mobifone sớm thực hiện được dự án mua cổ phần của ABG trong năm 2015, nên đã chỉ đạo của ông Trương Minh Tuấn, Phạm Đình Trọng, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải khẩn trương triển khai thực hiện dự án. Sau đó Phạm Nhật Vũ đã bán cho Mobifone 95% cổ phần ABG với giá hơn 8.898 tỷ đồng cao hơn giá thật của AVG, gây thiệt hại số tiền hơn 6.475 tỷ đồng của nhà nước tại Mobifone. Đáng chú ý, sau khi được Mobifone thanh toán 95% giá trị hợp đồng, Phạm Nhật Vũ đã đưa cho Nguyễn Bắc Son số tiền là 3 triệu USD, Lê Nam Trà 2,5 triệu USD, Cao Duy Hải 500.000 USD, Trương Minh Tuấn 200.000 USD. Theo cáo trạng, các bị can nhận thức được hành vi vi phạm của mình Biết rõ việc nhận tiền của Vũ Là do đã chỉ đạo quyết định Mobifone Mua cổ phần của AVG Nên số tiền nhận từ thương vụ này Ngoài ra Ông Trương Minh Tuấn còn khai Thực hiện sự chỉ đạo của ông Son Vì được ông Son hứa hẹn tạo điều kiện Để làm bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông Trong quá trình điều tra Các bị can có hành vi đưa nhận hối lộ Đều thành khẩn khai báo Ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội và có trách nhiệm trong việc khắc phục số tiền đã chiếm đoạt. Cụ thể bị can lên Nam Trà đã tác động gia đình nộp toàn bộ số tiền 25 triệu USD, tương đương số tiền hơn 55,5 tỷ đồng. Bị can Cao Duy Hải đã tác động gia đình nộp số tiền 11,6 tỷ đồng, tương đương 500 ngàn USD. Bị can Trương Minh Tuấn nộp hơn 4,1 tỷ đồng, tương đương gần 200 ngàn USD. Riêng bị can Nguyễn Bắc Son có ý thức khắc phục nhưng gia đình không hợp tác để nộp tiền. Do đó, khi xem xét quyết định hình phạt đối với tội danh này, cần có sự phân hóa về vai trò hành vi, số tiền chiếm đoạt và kết quả nộp tiền khắc phục hậu quả, áp dụng triệt đề các căn cứ pháp luật và chính sách hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho các bị can, nhất là các bị can đã khắc phục hết số tiền chiếm đoạt. Bị cao Trương Minh Tuấn bị tuyên phạt 14 năm tù trong vụ mua ABG. Ngày 8 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên hình phạt đối với 14 bị cáo trong vụ Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu ABG. Với bị cáo Trương Minh Tuấn, hội đồng xét xử cho rằng có đủ căn cứ xác định bị cáo Trương Minh Tuấn thực hiện vai trò đồng phạm giúp sức cũng như có hành vi nhận hối lộ 200.000 USD. Tuy nhiên bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành tích trong quá trình công tác là người nhận số tiền hối lộ ít nhất trong các bị cáo. Thành khẩn khai báo và đã khắc phục toàn bộ số tiền 200.000 USD. Từ căn cứ trên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Minh Tuấn 6 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. 8 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt là 14 năm tù liên quan đến vụ án bị cáo trương minh tuấn với trách nhiệm là thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông đã đồng ý với đề xuất của phạm đình trọng cựu vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp và theo chỉ đạo của nguyễn bắc son trương minh tuấn đồng ý đưa giao dịch mobifone mua cổ phần của avg vào danh mục mật nhà nước và ký văn bản gửi bộ công an để thống nhất trương minh tuấn có tham gia chỉ đạo tổ thẩm định ký một số văn bản liên quan đến dự án và thực hiện chỉ đạo của nguyễn bắc son ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobifone khi chưa có quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định về giá mua và hiệu quả đầu tư của dự án, dẫn đến việc Mobifone tổ chức thực hiện dự án ký các thỏa thuận hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với IBG gây hậu quả thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước. Khai trừ đảng, ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn Ngày 11 tháng 10 năm 2019, hội nghị lần thứ 11 ban chấp hành chuông đảng khóa 12 bước sang ngày làm việc thứ năm. Buổi sáng ban chấp hành chuông đảng cùng các đại biểu làm việc tại hội trường tiếp tục thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Buổi chiều ban chấp hành chuông đảng làm việc tại hội trường bàn về công tác cán bộ đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì điều hành phiên họp ban chấp hành trung ương đảng đã bầu bổ sung bốn ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương khóa 12 gồm các đồng chí hồ minh chiến ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy cà mau nguyễn văn hội vụ trưởng cơ quan ủy ban kiểm tra trung ương tô duy nghĩa tranh văn phòng cơ quan ủy ban kiểm tra trung ương nguyễn minh quang tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên ủy viên Trung ương Đảng khóa 9, khóa 10, nguyên phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Ông Trương Minh Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, nguyên bí thư ban cán sự Đảng, nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn khai gì về việc nhận hối lộ 200.000 USD? Chiều ngày 16 tháng 12, phiên tòa xét xử với 14 bị cáo trong vụ án tổng công ty viễn thông Mobifone mua 95 cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu ABG và gây thiệt hại hơn 6.590 tỷ đồng bước sang phần xét hỏi. Theo cáo trạng từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 1 năm 2016, bị cáo Nguyễn Bắc Son đã chỉ đạo các cấp dưới tại Bộ Thông tin và Truyền thông và Mobifone để Mobifone mua 95% cổ phần của ABG với giá hơn 8.445 tỷ đồng. Vụ mua bán này trái quy định vì chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương. Vì vậy, cơ quan truy tố xác định bị cáo Son và các bị cáo khác đã gây thiệt hại hơn 6.590 tỷ đồng. Tại tòa bị cáo Trương Minh Tuấn cho biết thời điểm bị cáo này giữ chức vụ Thứ trưởng là cuối tháng 2, tháng 3 năm 2014 và sau đó giữ chức Bộ trưởng. Theo quyết định 866 về phân công nhiệm vụ tạm thời, Bộ trưởng và Thứ trưởng, bị cáo Tuấn được phân công lĩnh vực báo chí phát thanh truyền hình. Cùng với đó là các đơn vị như Cục Báo chí, Cục Thông tin Đối ngoại, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Vụ Pháp chế. Khai nhận về thương vụ Mobifone mua ABG, bị cáo không được phân công phụ trách và cũng không được phân công về mảng đầu tư tài chính, kế toán kế hoạch. Đồng thời không biết việc Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Mobifone mua 95% AVG trước khi về làm bộ trưởng. Trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử về việc có biên văn bản 236 là một hình thức giao dịch mật định hướng về Mobifone lập dự án mà vẫn ký. Bị có tuấn khai, thời điểm đó chỉ xem bản dự thảo và chưa thể hiểu hết được đây chính là văn bản vi phạm pháp luật. Mặc dù đấy không phải là lĩnh vực mình phụ trách, nhưng thời điểm đó Bộ trưởng đã ký bút phê yêu cầu bị cáo ký nên bộ phải ký. Sau này khi biết đó là văn bản vi phạm pháp luật, bị cáo Tuấn đã chỉ đạo Mobifone và vụ quản lý doanh nghiệp đàm phán với Phạm Nhật Vũ thì mới hủy văn bản này. Về việc nhận hối lộ 200.000 USD từ Phạm Nhật Vũ, Trương Minh Tuấn cho biết sau khi bị cáo chính thức nắm chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thì bị cáo Vũ có đến chúc mừng. Lúc đó rất nhiều người đến chúc mừng tôi lên chức Bộ trưởng Đến chiều tối kiểm tra thì thấy có 200.000 USD trong lãng hoa do bị cáo vụ tặng. Sau này tôi hiểu rằng nếu mình không ký các văn bản liên quan đến việc mobifone mua ABG thì có lẽ bị cáo vũ đã không tặng tôi nhiều tiền đến như vậy. Bị cáo Tuấn khai Trong phần trả lời hội đồng xét xử bị cáo Trương Minh Tuấn không đồng tình việc cáo buộc thể hiện bị cáo son có hiện có quyền lợi trong việc bản thân ký các văn bản của dự án. Ông Son không hề hứa hẹn hoặc ép buộc chỉ đạo tôi thực hiện dự án, bị cao Tuấn nói. Trong vụ án này, bị cáo Tuấn chỉ được giao việc cụ thể sau khi Bộ trưởng Duyệt Như công văn gửi Bộ Công an, báo cáo đánh giá của Tổ thẩm định, công văn 235-236 sau khi Bộ trưởng Duyệt. Vì sao cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bị triệu tập tới Tòa Phú Thọ? Ông Trương Minh Tuấn, biết rõ có game bài đánh bạc nhưng đã không xử lý và thậm chí còn đồng ý việc dừng hoạt động kiểm tra. Hành vi của ông có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Như đã đưa tin, ngày 25 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ sẽ xét xử Đặng Anh Tuấn sinh năm 1970, nguyên tránh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Đáng chú ý ông Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bị triệu tập từ trại giam T16 tới phiên tòa trong tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra tháng 12 tới ông Tuấn cũng phải hầu tòa tại Hà Nội với tư cách bị cáo trong vụ tổng công ty Mobifone mua 95% cổ phần của công ty nghe nhìn toàn cầu ABG gây thiệt hại gần 6.500 tỷ đồng. Trong vụ án được tòa Phú Thọ giải quyết, cơ quan tố tụng xác định ông Trương Minh Tuấn có dấu hiệu phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 360 bộ luật hình sự. Tuy nhiên do hành vi của ông chưa gây hậu quả nghiêm trọng về vật chất nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự và có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét xử lý theo quy định. Theo cáo trạng năm 2016, thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phát hiện 14 game trực tuyến sử dụng tài nguyên Internet thuộc quản lý của VNPT, Viettel và FPT có dấu hiệu cờ bạc nên báo cáo và được ông Trương Minh Tuấn đồng ý cho lập đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra xác định các game bài nói trên là hình thức đánh bạc trực tuyến, đặc biệt là game dịch pip trên tip trong club, còn mở rộng quy mô bất chấp bị kiểm tra. Game bài này thuộc sở hữu của công ty cổ phần phát triển an ninh công nghệ cao, có sự liên kết và được điều hành bởi một số cán bộ đang công tác tại Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 Bộ Công an. Đoàn kiểm tra cũng kiến nghị chuyển hồ sơ sang công an xem xét xử lý các sản phẩm trò chơi có dấu hiệu hình sự. Khi thấy các báo cáo này, bị cáo Đặng Anh Tuấn đã đề nghị ông Đinh Tiến Dũng, trưởng đoàn bổ sung nội dung giải theo đoàn kiểm tra. Ông Dũng không muốn nên đã nhắn tin xin ý kiến Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và được trả lời. Anh không yêu cầu giải thẻ. Em làm đúng thì em đã làm em nhé. Tuy vậy bị cáo anh Tuấn chỉ đạo cấp dưới soạn thảo thiếu trình đề xuất dừng đoàn kiểm tra. Ngày 18 tháng 6 năm 2017, ông Dũng nhắn tin Bộ trưởng Tuấn báo cáo về tờ trình của bị cáo Anh Tuấn và nói: Em không hiểu sự việc làm ảnh hưởng nồi cơm của nhiều người của anh ạ. Em rất bức xúc chuyện này, xong em vẫn nói nếu Bộ trưởng chỉ đạo dừng xử lý, em sẽ dừng ngay. Ông Minh Tuấn đáp lại: Anh chưa chỉ đạo gì cả. Chiều cùng ngày, bị cáo Anh Tuấn đưa cho Bộ trưởng thiếu trình về việc giải thẻ đoàn kiểm tra ông Trương Minh Tuấn có bút phê đồng ý trường hợp cần thiết thanh tra bộ đề xuất lập đoàn thanh tra kiểm tra tiếp theo điều tra ông trương Minh Tuấn có vai trò là bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông trực tiếp ký quyết định thành lập và chỉ đạo hoạt động của đoàn kiểm tra ông Tuấn được báo cáo và biết rõ đã phát hiện một số cá nhân tổ chức đang phát hành game có yếu tố cờ bạc gồm tiếp chấm club tuy nhiên ông trương Minh Tuấn không có biện pháp chỉ đạo để ngăn chặn xử lý triệt đề với cá nhân tổ chức vi phạm. Thậm chí ông Trương Minh Tuấn còn đồng ý dừng hoạt động của đoàn kiểm tra theo yêu cầu của bị cáo anh Tuấn. Đáng chú ý, đường dây cờ bạc Rick Vip trên tiếp trường hội lập nói trên của Nguyễn Văn Dương và Phan Xào Nam thành lập hoạt động dưới sự bảo kê của Trung tướng Phan Văn Vĩnh. Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Cảnh sát và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng C-50. Hiện vụ án này đã được xét xử sơ phục thẩm. Ông Trương Minh Tuấn Bản cáo trạng là đúng người đúng tội Bị cáo Trương Minh Tuấn Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng Với những nội dung của cái luận điều tra Bản cáo trạng bản luận tội Ông hoàn toàn nhất trí Và đó là đúng người đúng tội Ông Tuấn nói thêm Bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Đã phân hóa rõ vai trò trách nhiệm Hành vi của từng bị cáo trong phiên tòa Qua xét hỏi Từ mấy ngày hôm nay chúng tôi nhận thức rõ hơn góc khuất của vụ án mà trước đây, kể cả khi tôi là bộ trưởng lúc cung cấp thông tin cũng không thì biết được. Những góc khuất đó như đã nói, không ngờ trong vụ án này, sai từ trên sai xuống, sai ở cả ba vấn đề quan trọng là giá cả hiệu quả, trình tự thủ tục. Về hành vi của cá nhân tôi, từng bị cáo đã được cáo trạng nêu rất rõ. Vai trò của tôi như thế nào trong cáo trạng đã rõ và quan của tôi bảo chữa cho mình không có nghĩa là đổ tội cho người khác mà làm giảm nhẹ tội cho tôi bảo chữa cho mình trên cơ sở còn lương tâm của mình phiên tòa này sẽ kết thúc nhưng còn có những phiên tòa không bao giờ kết thúc đó là tòa án lương tâm bán theo chúng tôi mãi mãi cho đến khi chấm dứt cuộc đời và đó là điều đau khổ nhất của bị cáo và cá nhân tôi đó là phiên tòa không bao giờ chấm dứt mà tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời của mình Ông Tuấn nói Ông Tuấn cho hay Thời điểm xảy ra thương vụ Ông mới chuyển sang bộ lĩnh vực quản lý nhà nước Từ đầu năm 2014 Nên tất cả kinh nghiệm còn rất mới mẻ Ông mong hội đồng xét xử viện kiểm sát Xem xét thêm cho các tình tiết khi làm bộ trưởng Đã yêu cầu vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp Phải cung cấp đầy đủ hồ sơ tốt nhất Cho cơ quan điều tra Nhằm giảm nhẹ hình phạt Đối với tội danh nhận hối lộ Bị cáo Tuấn cho rằng bản thân rất xấu hổ khi đứng đây cùng ba bị cáo khác đây là nỗi nhục của chúng tôi dù nhận dễ hình thức nào là quả biếu chúc mừng cảm ơn hay nhận ở thời điểm hoàn cảnh mức độ nào cũng đều là hành vi phạm tội như bài luận tội của viện kiểm sát mục đích của chúng ta là phải phơi bày sự thật của vấn đề và khuyến khích những người khác chưa thành cần đối với tội danh này ở các vụ án khác phải thành khẩn khai báo bị cáo tuấn nói tại phiên xét xử theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, bị can Trương Minh Tuấn với trách nhiệm là Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã đồng ý với đề xuất của Phạm Đình Trọng. Và theo chỉ đạo của Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn đồng ý đưa giao dịch Mobifone mua cổ phần của ABG vào danh mục mật nhà nước và ký văn bản gửi Bộ Công để thống nhất. Ông Trương Minh Tuấn có tham gia chỉ đạo tổ thẩm định ký một số văn bản liên quan đến dự án. Mặc dù biết dự án Mobifone mua 95% cổ phần của ABG, phải tuân theo quy định của luật 67 trên 2014 trên QH13 và luật số 69 trên 2014 trên QH13 và thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư là của Thủ tướng Chính phủ trình tự thủ tục đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp phải tuân theo luật số 67 trên 2014 trên QH13 luật số 69 trên 2014 trên QH13 nhưng ông Trương Minh Tuấn vẫn thực hiện theo chỉ đạo của ông Nguyễn Bắc Son khi quyết định phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobifone khi chưa có quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định về giá mua và hiệu quả đầu tư của dự án dẫn đến việc Mobifone tổ chức thực hiện dự án ký các thỏa thuận hợp tác chuyển nhượng cổ phần với IBG gây hậu quả thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước. Bị can Trương Minh Tuấn các anh nhận đã ký một số văn bản báo cáo liên quan trong quá trình thực hiện dự án, tham gia chỉ đạo tổ thẩm định thông qua báo cáo thẩm định ngày 23 tháng 10 năm 2015 và báo cáo đánh giá dự án dịch vụ truyền hình của Phone kèm văn bản số 209 trên BTTTQLDN ngày 28 tháng 10 năm 2015. Ông Trương Minh Tuấn nhận thức dự án có tổng mức đầu tư 8.900 tỷ đồng, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại luật số 67 trên 2014 trên quy hạt 13. Tuy nhiên ngày 14 tháng 12 năm 2015, văn phòng Chính phủ mới chỉ có công văn số 2678 trên PPCP DMDN. Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, chấp thuận chủ trương cho Mobifone mua cổ phần của ABG, nhưng theo chỉ đạo của Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn ký quyết định phê duyệt đầu tư dự án tại Mobifone, trong khi Thủ tướng Chính phủ chưa ký quyết định chủ trương đầu tư tại dự án, là vi phạm điều 31 luật số 67 trên 14 trên quý 13 Bộ Thông tin và Truyền thông chưa phê duyệt chiến lược kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm của Mobifone chưa phê duyệt dự án đầu tư vào danh mục dự án nhóm A là vi phạm khoản 1 điều 9 Nghị định 99 trên 2012 trên NDCP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ. Về giá mua và hiệu quả dự án, chưa được Bộ Khoa học Đầu tư chủ trì thẩm định đánh giá chặt chẽ trong khi tình hình kinh doanh tài chính của AVG đang thua lỗ 1.563,7 tỷ đồng. Nhưng Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn phê duyệt dự án đầu tư, vi phạm quy định tại Điều 5 luật số 69 trên bốn trên Quy 23 bốn kênh tần số mà bộ thông tin và truyền thông đã cấp cho avg để thực hiện thí điểm được thủ tướng chính phủ đồng ý cho thực hiện thí điểm theo quy định của luật tần số vô tuyến điện bốn kênh tần số là tài nguyên quốc gia có giá trị thương mại cao khi giao cho đơn vị sử dụng khai thác phải được đấu giá hoặc thi hành quyền sử dụng tần số vô tuyến điện để thu tiền nộp ngân sách nhà nước nhưng bộ thông tin và truyền thông không tổ chức đấu giá hoặc thi tuyển quyền sử dụng Mặt khác Thủ tướng Chính phủ chưa có ý kiến đồng ý với đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 209 ngày 28 tháng 10 năm 2015. Nhưng tại điều 3 quyết định số 236 phê duyệt dự án đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cho Mobifone tiếp tục sử dụng 4 kênh tần số này. Vì phạm quy định của luật tần số vô tuyến điện, 4 kênh tần số này không được quy hoạch phát triển mạng viễn thông di động. Việc Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép Mobifone được sử dụng 4 kênh tần số đã cấp cho ABG để phục vụ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông của Mobifone là không đúng. Các sai phạm nêu trên đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Mobifone, giảm doanh thu làm chậm tiến trình cổ phần hóa gây thiệt hại tài sản nhà nước. Ngoài ra ông Trương Minh Tuấn còn khai việc ký quyết định 236 là không đúng trách nhiệm được phân công. Ông Trương Minh Tuấn không đồng ý ký quyết định và đã báo cáo ông Nguyễn Bắc Son nhưng ông Nguyễn Bắc Son vẫn chỉ đạo phải ký biểu Trương Minh Tuấn phụ trách lĩnh vực phát thanh và truyền hình. Trương Minh Tuấn, đây là biến cố bi thảm nhất cuộc đời. Khi được từ bào chữa, ngoài gửi lời xin lỗi tới nhân dân, các vị lãnh đạo đảng nhà nước, ông Trương Minh Tuấn còn nói, đây là biến cố bi thảm nhất cuộc đời mình. Cựu bộ trưởng cũng mong tòa xem xét giảm nhẹ cho mình và các bị cáo trong vụ án. Ngày 21 tháng 12, phiên tòa xét xử ông Nguyễn Bắc Son Trương Minh Tuấn cùng 12 bị cáo khác về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ và đưa hối lộ tiếp tục diễn ra. Khi được tự bảo chữa ông Trương Minh Tuấn gửi lời xin lỗi đến nhân dân các vị lãnh đạo đảng nhà nước vì đã gây ra dư luận rất xấu gây ảnh hưởng đến cán bộ công chức ngành thông tin truyền thông. Theo lời giải bày của ông Tuấn, hơn 40 năm công tác, ông luôn nghĩ phải làm tốt công tác của người cán bộ đảng viên. Những lời tự bào chữa hôm nay của ông là những lời bào chữa cay đắng nhất. Ông bảo đây là biến cố bi thảm nhất của đời mình. Cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhất trí về các tội danh Viện Kiểm sát đã truy tố. Ông thừa nhận vụ này đã sai ở các khâu, sai về giá cả trình tự thủ tục. Tội bào chữa không có nghĩa là đổ tội cho người khác bào chữa là trên cơ sở của lương tâm tòa này có thể kết thúc nhưng tòa án lương tâm sẽ bám theo chúng tôi mãi mãi đó là điều đau khổ nhất mà tôi mang theo suốt cuộc đời ông tuấn nói và mong hội đồng xét xử xem xét thêm cho mình vì khi làm bộ trưởng ông đã yêu cầu vụ quản lý doanh nghiệp cung cấp đầy đủ nhất tài liệu hồ sơ vụ án cho cơ quan điều tra theo lời ông tuấn vụ án đã khắc phục hậu quả vật chất triệt đề ông rất mong hội đồng xét xử xem xét bởi việc trừng phạt cần thiết để gian đe nhưng bên cạnh còn có tính giáo dục trong các vụ án kinh tế mục đích lớn nhất là thu hồi tối đa tài sản cho nhà nước đây là vụ án hy hữu từ trước đến nay thu hồi tài sản cho nhà nước và các chi phí phát sinh mong tòa xem xét tình tiết giảm nhẹ cho tôi và các bị cáo khác ông tuấn nói cụ thể là ông tuấn các cấp dưới các bị cáo nguyên là lãnh đạo của Mobifone đều là những người có năng lực chuyên môn giỏi. Về tội danh nhận hối lộ, bị truy tố, ông bà bản thân rất xấu hổ, là nỗi nhục của ông và các bị cáo khác. Trước khi dừng lời, ông Tuấn xin tòa xem xét giảm nhẹ mức án cho mình và các bị cáo khác để sớm được về với gia đình. Trước đó, trong phiên làm việc, sáng ngày 21 tháng 12, luật sư Phạm Công Hùng bảo chữa cho ông Nguyễn Bắc Son khi bảo chữa cho bị cáo son nói thực hiện ý nguyện của ông son về việc khắc phục hậu quả gia đình và bản của ông son đã gom được 12,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả tiếp lời luật sư hùng bảo gia đình ông son sẽ nộp tiền khắc phục hậu quả cho bị cáo son vào ngày thứ hai tuần tới do đó luật sư mong hội đồng xét xử xem xét giảm một phần tội cho bị cáo tôi xác định 99,9% sẽ nộp được tiền khắc phục hậu quả Mong hội đồng xét xử xem xét giữa công và tội Luật sư Hùng nói Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn Nộp gần hết số tiền nhận hối lộ Trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG Cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Trương Minh Tuấn Khai đã nhận hối lộ hơn 4,4 tỷ đồng Sau đó ông Tuấn đã nộp lại gần hết số tiền này cho cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ra cao trạng truy tố 14 bị can trong vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ, xảy ra tại tổng công ty Mobifone và một số đơn vị liên quan. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 14 bị can liên quan đến vụ án về các tội danh nêu trên, trong đó hai bị can Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn đều là cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, bị đề nghị truy tố về hai tội danh vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Bị can Phạm Nhật Vũ, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu công ty ABG, bị truy tố về tội đưa hối lộ. Theo tài liệu điều tra, thời điểm xảy ra vụ án, Trương Minh Tuấn với chức vụ là Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, người triển khai các công việc liên quan đến dự án và theo chỉ đạo của ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ký quyết định số 236 trên QĐ đề BT TTT phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của tổng công ty viễn thông Mobifone. Sau khi Mobifone chuyển tiền mua cổ phần cho AVG, Trương Minh Tuấn đã nhận từ Phạm Nhật Vũ số tiền 200.000 USD, tương đương 4,4 tỷ đồng. Tại quan điều tra, bị can Trương Minh Tuấn khai, quá trình thực hiện dự án, Phạm Nhật Vũ đã nhiều lần liên hệ gọi điện nhắn tin thúc giục Trương Minh Tuấn tạo điều kiện thực hiện nhanh dự án. Sau khi hoàn thành xong dự án, Phạm Nhật Vũ đã đến phòng làm việc cơ quan tại tầng 2, số 18 Nguyễn Du, quận Hai Bà trực Hà Nội, đưa cho Trương Minh Tuấn số tiền là 200.000 USD. Trương Minh Tuấn nhận thức được việc Phạm Nhật Vũ đưa tiền vì Trương Minh Tuấn có tham gia dự án là người ký quyết định số 236 phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobifone. Số tiền nhận từ Phạm Nhật Vũ là tiền bất hợp pháp. Trương Minh Tuấn đã sử dụng chi tiêu cá nhân, nội dung cáo trạng cho biết. Quá trình điều tra truy tố Trương Minh Tuấn đã có đơn xin nộp lại hết số tiền đã nhận từ Phạm Nhật Vũ. Hiện tại bị can đã sử dụng số tiền là 2,1 tỷ đồng trong tài khoản tiền gửi tiết kiệm đứng tiền Trương Minh Tuấn để trả lại phần số tiền đã chiếm đoạt. Ngày 16 tháng 10 năm 2019, gia đình bị can đã nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra 2 tỷ đồng để nộp lại số tiền đã chiếm đoạt. Như vậy tổng số tiền bị can Trương Minh Tuấn và gia đình đã nộp lại là 41 tỷ đồng, cá trạng cho biết. Vợ cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn, số tiền thu lợi bất chính không được mang về nhà. Bà Thái Thị Dung, vợ bị cáo Trương Minh Tuấn, dừng dừng cho biết số tiền do thu lợi bất chính của chồng không được mang về nhà. Ngày 17 tháng 12, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội... Tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm hai cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và 12 bị cáo liên quan thương vụ Mobifone mua ABG. Buổi chiều hội đồng xét xử hỏi những người có nghĩa vụ liên quan. Bà Thái Thị Dung và bị cáo Trương Minh Tuấn cho biết gia đình bà đã nộp hơn 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho bị cáo Trương Minh Tuấn. Số tiền được bà nộp qua 3 lần. Một lần hơn 2 tỷ, một lần hơn 300 triệu đồng và một lần 100 triệu đồng thực ra số tiền mà chồng tôi thu lợi bất chính không mang về nhà nhưng gia đình tôi vẫn lo để khắc phục hậu quả tôi cũng được chồng tôi viết thư nhờ vợ con ở nhà khắc phục bà dung dựng dựng về phần tài sản là nhà đất ở hào nam đang bị kê biên bà dung cho biết phần nhà đất này đang đứng tên hai vợ chồng hiện bà cùng con trai đang sinh sống tại ngôi nhà này toàn bộ số tiền khắc phục tôi đã nộp đủ và xin tòa xem xét hủy kê biên tài sản này bà dung nói. hội đồng xét xử hỏi vợ bị cáo có nguyện vọng gì với bị cáo trương bình tuấn. bà dung nghẹn ngào. trong hoàn cảnh này tôi chỉ mong tòa xem xét giảm nhẹ cho chồng. cuốn sách phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa do trương bình tuấn chủ biên cần nhìn nhận ra sao. cuốn sách phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa do ông trương bình tuấn chủ biên cần được nhìn nhận ra sao trong thời điểm hiện nay. Năm 2016, ông Trương Minh Tuấn từng chủ biên cuốn sách với tên gọi là Phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa về tư tưởng trong cán bộ đảng viên hiện nay. Tuy nhiên cùng với ông Nguyễn Bắc Son, ông Tuấn đã bị truy tố về hai tội danh vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ an cũng vừa ban hành kết luận điều tra vụ án. Với những gì cơ quan điều tra vừa kết luận về người chủ biên cuốn sách, nhiều người nhìn nhận rằng đây là điều hết sức phản cảm và có nhiều ý kiến cho rằng cuốn sách cần phải được thu hồi. Nhận định về vấn đề này, Thiếu tướng Lê Văn Cường, Nguyên viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng cuốn sách đã bộc lộ bản chất không thật thà và thiếu trung thực của ông Trương Minh Tuấn. Cuốn sách là sản phẩm trí tuệ của ông thì nhà nước không nên đụng đến làm gì. Không có cơ chế nào để thu hồi cuốn sách này cả, nhưng chính cuốn sách này đã thể hiện sự nói một đằng là một nẻo. Cuốn sách là minh chứng cho thái độ thiếu trung thực lừa dối của ông Trương Minh Tuấn bộc lộ trước đảng viên và người dân. Theo tôi không cần thiết phải thu hồi cứ để như vậy bởi chẳng có ai đọc làm gì và tự khắc cuốn sách sẽ chết. Tương cường nhấn mạnh. Đồng quan điểm với thiếu tướng Lê Văn Cường, ông Nguyễn Túc, nguyên ủy viên thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam cho rằng đến thời điểm hiện tại dù thu hồi hay không thu hồi thì cũng không còn có ai đọc cuốn sách này nữa. Tính ra nó đã là việt nhơ, thu hồi hay không thu hồi thì đấy là quyền của cơ quan phát hành và cơ quan quản lý. Với cuốn sách, tôi nghĩ tự các đồng chí, những người mà đã đọc được cuốn sách đó, thì người ta cũng thấy được dựa nói và làm của các đồng chí như thế nào. Nó đã già rồi, thu hồi trở lại cũng chỉ là biện pháp hành chính thôi, nhưng đau nhất là đau trong tim gan của những người đã từng viết và đã từng làm. Ông Túc Trình bày. Liên quan việc này, ông Trần Chí Đạt, giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, đơn vị xuất bản cuốn sách ông Trương Minh Tuấn cho biết, ông Trương Minh Tuấn khi ấy là phó trưởng ban tuyên giáo trung ương nên cũng là chủ biên cuốn sách. Thực tế về nội dung đề tài nghiên cứu khoa học từ năm 2013 đến năm 2014, ban tuyên giáo nghiệm thu năm 2015 xuất bản. Giả sử nội dung trong cuốn sách có vấn đề thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét thu hồi. Còn hiện tại về mặt pháp lý thì luật không cấm phát hành cuốn sách đó, ông Đạt cho hay. Nói về một số ý kiến cho rằng nên thu hồi cuốn sách này, ông Đạt cho rằng nếu cuốn sách có sai phạm thì cơ quan quản lý nhà nước sẽ có trách nhiệm việc thu hồi. Đây là công trình nghiên cứu của một tập thể, nếu chỉ vì một cá nhân đứng tên trên bìa sách mà thu hồi tất cả cuốn sách đã phát hành thì ảnh hưởng đến quyền lợi của bao nhiêu người khác, của cả tập thể tác giả. Ông Đạt nói về ý kiến cho rằng Tiến ông Trương Minh Tuấn đứng chủ biên sách gây phản cảm. Theo ông Đạt, ở thời điểm phát hành cuốn sách ông Tuấn chưa bị phát hiện có vấn đề gì, mà phải đến thời điểm này ông Tuấn mới bị phát hiện sai phạm. Trước đó có rất nhiều người viết sách, nhưng sau năm 10 năm người ta vi phạm thì xã hội phải nhìn nhận ở thời điểm người ta xuất bản sách có vấn đề gì không, có ảnh hưởng gì hay không. Ông Đạt cho biết thêm hoạt động xuất bản thuộc lĩnh vực văn hóa tư tưởng nhằm phổ biến giới thiệu tri thức thuộc các lĩnh vực của đời sống xã hội, giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao dân trí xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người dân Việt Nam, mở rộng giao lưu văn hóa với các nước phát triển kinh tế xã hội, đấu tranh chống mọi tư tưởng và hành vi làm tổn hại lợi ích quốc gia, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã chủ nghĩa. Nhà nước bảo đảm quyền phổ biến tác phẩm dưới hình thức xuất bản phẩm thông qua nhà xuất bản và bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Nhà nước không kiểm duyệt tác phẩm trước khi xuất bản. Không một cơ quan tổ chức cá nhân nào được lợi dụng quyền phổ biến tác phẩm làm thiệt hại lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân. Theo quy định của pháp luật, không có trường hợp tác giả sau khi có tác phẩm được xuất bản nếu bị kết án, bản án có hiệu lực pháp luật thì sẽ bị thu hồi tác phẩm. Luật sư Diệp Năng Bình, Đoàn Luật Sư Thành phố Hồ Chí Minh.